Xin chào các bạn, đây đến với kênh của Cương Hải Phòng. Hôm nay Cương Hải Phòng chia sẻ cho anh em cách nhận biết bột mã tốt, bột mã xấu nhé. Đây anh em, qua đây con. Biết bột mã tốt, bột mã xấu thì anh em thứ nhất là nhìn vào cái nhất là anh em nhìn vào cái màu ở đây. Đấy, nó mịn trắng nha. Đấy. Thứ hai là nhiều khi mình ngoái bột này nha. Đây, bột nó hành ở đây. Mình xem. Đấy. Độ bám dính của nó nha. Đấy. Đấy, như thế này. Nha, nhìn nha. Tốt anh em nhé. Đấy. Mình chơi mình bả đi bả lại nó vẫn còn đẹp anh em nhé. Đấy, bả đi bả lại nước keo vẫn tốt. Đấy là mình bả tốt. Đi vào nhà với anh xem. Vào nhà này. Đấy, về bột mã tốt, bột mã xấu như vậy anh em nhé. Đấy. Là về cơ bản nó bột mã này của nó cũng là hoạt tốt rồi anh em. Đấy. Đấy, nó còn nhiều dòng khác nữa. Nhưng mà về cơ bản là mình xác nhận bột mã là như vậy anh em nhé. Đấy. Rất là mịn luôn. Đi ra mở cửa ra cho sáng đi con. Mở cái cửa đây này, cửa trên đây này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, nhận biết bột bả rất đơn giản thế thôi. Keo kiếc, nước keo của nó này. Đấy. Đây anh em nhìn xem. Nha. Nước keo kiếc của nó là đầy đủ, bột mịn, chất bám dính tốt. Đấy. Nói chung là nhận biết là rất là đơn giản thế thôi. Nói chung là như bọn tôi, người trong nghề thì nhìn cái là biết nó tốt hay xấu rồi, bởi vì theo thương hiệu anh em nhé. Nhiều khi nó nhái thương hiệu, nhưng mình xem cho mình trộn được như thế này là mình xem cái chất xúc tác của nó là mình biết là nó chuẩn hay không. Đấy. Đây, cầm đây. Thận che hết. Rồi đấy, hôm nay hướng dẫn anh em là cách nhận bột mã tốt xấu nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Rồi, tắt đi con.